Dạ con xin chào cô chú. Hôm nay con lên tiếp cho cô chú là con văn ma F6 nè. Ngoại hình thì bà con cô bác đánh giá tham khảo. Dạ có gì lao cái này ra không bài? Cũng xấu à. Ở trên này thì nó bị trong bay mất nước sơn nữa. Bay mất sơn. Đây ngoại hình vậy. Này thì hơi xấu. Nặng. Đó. Đang quay chi tiết cho nhớ số giá tiền hiện tại. Rồi tôi sẽ lao ống tiêu. 3.4. Đây. Lao hết luôn hả? Đây đang quay chi tiết bên trong nè. Lóc của con thấy còn màu sơn nè. Xanh xanh này xanh lục chuối như vậy tài. Xanh lục chuối. Xanh gì? Tuột. Tuột. Gì vậy? Rồi. Biết chưa? À. Ngoài hình thì đây. Ngày tình trạng đó thiếu thùng dầu. Đó, thiếu thùng dầu. Bên trong hoàn toàn chưa bung mở nè. Còn cái ốc mặt trước là chưa có dấu hiệu tháo nè. Chưa dấu chày. Đây. Này, đoạn ra nè. Này nó giá hơi xấu. Đố. Đây. Ống này ống zin nè. Găng thẳng vô cái bình dầu treo. Này thì hơi bị xét. Đây bình rửa thay chớp mới. Rửa thay chớp à. Dạ. Ăn bên trong. Đây. Cô rửa thì có gắn cái chớp này vô cho cô chú nè. Cái tay bé cò bị gãy. Tay bé cò bị gãy hả thầy? Mặt trước này nhắm còn không ta? Mặt trước này con nếu mà cô chú nào chốt được á, con sẽ gắn kiếm gắn vô mà. Cái này con không chắc là còn không. Ốc tấm bị lám nè. Rồi chưa có dấu chày nè. Như trên này có mỡ nè. Mỡ đây nè. Con thấy có dấu chày đây nè. Nó có dầu. Mỡ có dầu. Cái nhà trời không bơm quá. Số xe ghi của máy này là 509324. Rồi ta ơi, quay lên cho bà con nghe thử cái máy thôi. Bơm á. Hình dáng trên đây nè. Này thì con không hiểu này. Con cô bác nào biết này những thị gì á thì gửi phần bình luận giúp con tham khảo. Này con không rành. Có hay là có gì nhiều này thế không cái đầu cho hơi bị gặp khói chung con bóng được hai rồi con bóng được hai hai con bóng lô như này lô luôn hay gì phải từ ngoài như cũng lô. Rồi nẹt lên ta.
Chạy ăn thì hết mức chưa này? Tắt đi. Rồi. Máy này á thì bên con đang bán giá là 3,4 triệu bao ship. Bà con cô chú nào á tham khảo chốt được máy này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình, hoặc nếu mà muốn góp ý thêm hay là có cái gì mà chưa chi tiết á thì xin vui lòng nhắn tin gửi ở phần bình luận. Em xin cảm ơn cô chú. Clip của con tới đây xin kết thúc. Con hẹn cô chú ở các clip tiếp theo. Bye bye cô chú.